Bây giờ người ta ở trên TikTok, chửi em là lấy chồng về xong em bị tai biến, bị liệt rồi, để cho chồng làm hết trơn. Rồi khi mà em nhận được những cái comment như vậy thì em thấy sao Hằng? Dạ em thấy nói chung là cơm ở nhà gần như là 99% là em nấu hết, còn 1%, còn 1% là vợ em nấu cơm mua anh đổ nước, còn 1% là vợ em nấu cơm mua anh đổ nước. Chào Thành, chào Hằng. Dạ. Quý vị khán giả cũng nhận ra rồi, đây là cặp vợ chồng khi mà phát sóng chương trình Vợ Chồng Son thì phải nói là rất là hot. À, Hằng ơi, anh muốn hỏi là trong cái mùa dịch này thì không biết là tình hình kinh doanh mỹ phẩm của em nó như thế nào Hằng? Dạ, công việc của em thì cũng bình thường anh. Chắc là mấy chị ở nhà làm đẹp hay sao? Ờ, cho nên là bán đắt hơn đúng không? Dạ. Không biết là anh ấy còn ship không? Anh ấy vấn đề là chuyển qua nghề mới rồi. Bữa nay là ở nhà, sau khi qua chương trình thì em có làm một cái kênh TikTok mới á. Cho nên là ảnh bây giờ là ở nhà quay video nấu ăn chia sẻ lên TikTok. Wow, bây giờ là em trở thành coi như là thành Ken Cúc rồi phải không? Dạ. anh thấy em đa tài không? Nghề này em làm cũng được phải không? Đa tài lắm. Quý vị có biết không, từ một anh chàng rất là năng động, chí là anh dùng cái từ ăn chơi có đúng không Đành, lúc mà còn trẻ, lúc mà chưa lấy dạ, vợ cũng được. Dạ, rất dạ. là ăn chơi dạ. Nhưng mà từ khi có vợ rồi phải nói là thay đổi 359 độ luôn để có được một anh dạ. một anh chồng mà nó nội trợ như thế này, mặc dù là cái quá khứ của anh rất là dữ dằn. Vậy thì em thấy sao Thành? Dạ rất là thoải mái anh, tại vì mình phục vụ gia đình mình phục vụ vợ mình nuôi con mình mà mình phải rất là hạnh phúc chứ, đúng không anh? Đâu kể cho anh nghe coi, một số món mà em thường xuyên vào bếp em nấu cho vợ con ăn, nó làm những món nào? Ví dụ như hôm qua em mới làm món steak nè, up lên TikTok là chưa đầy 24 tiếng được hơn 1 triệu view luôn rồi. Quá hay, trời ơi giỏi quá vậy. Hơn anh rồi. Dạ. Nói chung là cơm ở nhà gần như là 99% là em nấu hết, còn 1%, còn 1% là vợ em nấu cơm mua anh đổ nước, còn 1% là vợ em nấu cơm mua anh đổ nước. Đó. Bây giờ vợ em nói là vợ em nấu cơm bây giờ không biết bấm nút gì luôn để mà nấu luôn á, là cỡ đó luôn rồi đó. Vậy thôi giờ em cho bà nấu cơm bằng củi đi em. Đốt nồi luôn. Ở nhà mà chung cư nấu củi là nó báo cháy liền luôn. Vậy hả? Nhân đây thì em quảng cáo luôn cái kênh TikTok của hai vợ chồng luôn đi. Dạ, cái kênh của em là Gốc Của Hằng. Cái kênh này em mới làm được 1 tháng á, mà cũng khá là hot, cũng có nhiều nhãn hàng. Anh Hằng bây giờ hiện tại đây là KOL đó, được bút quảng cáo nhiều lắm. Như vậy là em hơn anh rồi. Em là bây giờ là một TikToker rồi đó phải không? Đó, the best TikToker dạ. đúng không? Nhưng mà bây giờ bây giờ người ta ở trên TikTok chửi em là lấy chồng về xong em bị tai biến, bị liệt rồi, để cho chồng làm hết trơn. Rồi khi mà em nhận được những cái comment như vậy thì em thấy sao Hằng? Dạ em thấy cũng bình thường. Gạo mầm Vivigaba chứa hàm lượng hợp chất GABA cao gấp 6 đến 10 lần gạo nước. GABA là loại axit amin ưu việt giúp ổn định đường huyết, huyết áp, giảm stress và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đạt chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế Việt Nam. Gạo mầm Vivigaba gieo sức khỏe, gặt yêu thương. Tại vì dạ tham gia chương trình Vợ Chồng Son thì mọi người cũng nói anh Thành nhiều quá. Bây giờ làm TikTok thì người ta lại nói ngược lại em. Nhưng mà nói lúc mà chương trình Vợ Chồng Son sau khi được phát sóng có rất nhiều comment, thì khán giả nói anh Thành như thế nào? Em đọc ở bên YouTube thì mọi người bình luận khá là tích cực đó anh. Đa số là cảm thấy là hai vợ chồng là duyên nợ. Cứ nói em là chắc là mắc nợ anh này. Nhưng mà có những cái bình luận ở trên Facebook á, thì nó khá là tiêu cực. Ví dụ như người ta nói rằng là em làm mất giá phụ nữ Việt Nam, kiểu vậy, là sao cứ đi đi tán trai đó, kiểu như vậy đó. Rồi cũng nói anh Thành là làm giá rồi này nọ đó. Lúc đầu đọc thì cũng sợ anh này buồn, ngày nào em cũng hỏi đó. Em hỏi là chồng ơi, bây giờ người ta chửi như vậy thì chồng có buồn không? Rồi cứ sợ ổng bị stress á, cứ nói ổng hoài. Nhưng mà ổng kêu thôi bình thường không sao hết á. Và cái quan trọng là thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Tại sao tôi cầu hôn ông này 20 lần để rồi ngày hôm nay ông bỏ tất cả, ông bỏ tất cả để mà ông quay về, ông ở trong một cái gia đình, ông biến thành một cái người khác hoàn toàn, phục vụ vợ con, thì điều đó là điều quá hạnh phúc rồi. Khán giả xem cuộc sống hàng ngày của các em, mà đặc biệt trong chương trình Vợ Chồng Son ngoại truyện này nữa, thì khán giả một phần nào đó sẽ hiểu hơn và sẽ chấp nhận cái việc là hai vợ chồng em. Rõ ràng là Thành phải là của em và em phải là của ông Thành này, chứ không thể nào là của ai khác được hết. Thôi bây giờ quay lại cái câu chuyện mà đầu bếp nè. Anh Thành, anh nói với tôi là anh bây giờ là
là một đầu bếp coi như là nấu ăn rất là giỏi. Có thể là cho anh xem cái bếp của các em được không? Cái bếp nhỏ xíu à? Cậy nó em, trời ơi. Em đó, đâu cho anh coi cái bếp được, coi. Được. Em cầm máy đưa cho anh coi. Bây giờ sao? Bây giờ thì đó thì em đưa vô. Đây là cái đây tủ lạnh mới đầu tư. Em mới đầu tư tủ lạnh để em chứa đồ, em làm TikTok. Đó, tủ lạnh hai cánh. Đó. Wow. Bốn cánh luôn, cánh hai cánh dưới nữa. Trời ơi, tủ lạnh đã quá bây giờ. Em mới đầu tư. Đâu anh coi. Đâu anh coi giống coi có gì không? Có bia không? Có nhiều chứ anh. Hết rồi. Không có bia, em không có nhậu, em bỏ nhậu rồi. Ờ. Từ lúc lấy vợ về là rất ít khi ngủ bia. Đó, bên này là soda, bên này soda. Đã quá, trời ơi, những tủ lạnh này ghiền quá. Đó này soda. Ừ, hồi tối mới nhậu hết rồi anh, chứ không phải không có đâu. Tại vì tối qua đá banh đúng không? Coi đá banh đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Wow, cái bếp đẹp quá. Bếp nhỏ của em. Ủa, rồi bình thường em nấu trên cái bếp từ nhỏ xíu này thôi hả? Cái này là của hồi môn đó. À, ủa của hồi môn là xưa em một ngày xưa em. Không phải ngày xưa em ở một mình đó, hiểu không? Ngày xưa em ở một mình á, xong cái lúc mà lấy vợ về á là cái bếp này cũng gần như vậy, chứ mua thêm ít đồ thôi chứ chưa có thay bếp gì nhiều. Đó. Vậy đó hả? Ngày xưa em ở một mình. Dạ. Đâu. Cái này là vợ em thích ăn steak nên em đầu tư cái chảo cực kỳ lợi hại để nấu steak cho vợ em ạ. Thường vợ quá. Cái chảo chuyên để nấu steak thôi. Thường vợ quá. Ước gì. Giới thiệu cái gì? Ước gì cái màn hình để có thể đặt cái đó ha, để tôi thò tay qua tôi lấy cái miếng steak tôi ăn mới được. Đâu? Con dao nữa, con dao chuyên để cắt steak. Em nhập bệnh về. Ôi thương vợ quá. Đâu toàn là máy. Thích quá. Máy gì anh giới thiệu kìa. Nồi chiên không dầu á? Nồi chiên không dầu, cái này nước sôi nấu ướp với lại vàng chén gì đó, chung là đầy đủ rồi. Đâu rồi anh nhớ là trong cái chương trình Vợ Chồng Son đó là các em có kể cái chi tiết là cái cô vợ á cô nóng quá, cô đập bể hết nguyên vàng sống chén luôn. Ừ, anh ơi đây anh hồi xưa em bận á là chén của em á, chén của em là một trắng luôn. Ờ. Đó, mày giờ về anh coi một chấm vừa còn mấy cái à? Giờ em đập hết rồi. Đúng rồi. Bực lên là đập hết à? Giờ mới luôn, mới rồi. Từ lúc tham gia Vợ Chồng Son về tới giờ có đập thêm cái nào nữa không? Lúc tham gia Vợ Chồng Son về chưa đập thêm cái nào, chưa đập. Tức là. Đúng rồi. Wow, có cái máy chạy bộ nữa hả? Dạ đúng rồi. Dạ có cái chạy bộ nữa. Giờ em mua về để vợ em đi bộ cho khỏe, nhưng mà vợ em đi ít, con thì đi nhiều. À. Chắc có lẽ là hẹn quý vị khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son ngoại truyện, coi như là tái ngoại truyện đó, Vợ Chồng Son tái ngoại truyện, mình sẽ mời Thành sẽ biểu diễn đầu biểu diễn tay nghề Thành Ken Cook. Ngoài bít tết ra còn làm món gì nữa Thành? Món gì em cũng biết làm anh, nói chung mấy món là ăn cơm ở nhà, mấy món ăn cơm ở nhà là em nấu hết mà. Vậy hả? Mì ý em cũng biết làm nha, nấu món tây em cũng biết làm luôn á. Toàn làm món tây không vậy hả? Món Việt em biết luôn, ví dụ như kho thịt, nấu canh kho. Nướng cá này nọ, sườn ram, đặc biệt là sườn ram cực kỳ ngon luôn là em làm hết. Công nhận em. Ý ơi, em nói là không những món Á em làm ngon mà món Tây em làm còn dữ nữa. Hay quá. Rồi có định mở quán không Thành? Có định mở quán không? Dạ không. Em bây giờ em cũng thích mở một quán, nhưng mà nếu mà mở là mình thuê người làm chứ mình không thể nào làm. Mệt lắm. Em mà chỉ nấu với vợ con em ăn thôi. Rồi có dự định nấu cho MC ăn không? Có, anh rồi qua nhà em nấu cho liền luôn á. Trời ơi, đã quá. Tôi tham gia chương trình này xong rồi chắc có nghĩa tôi lên ký luôn. Quý vị khán giả biết rồi, tôi vừa tham gia chương trình là gõ cửa thăm nhà. Ta nói tới nhà nào tôi cũng ăn hết trơn á. Rồi bây giờ thêm cái chương trình này nữa, rồi được cái cặp vợ chồng Son mời về nhà ăn nữa, chắc có lẽ là tôi lăn không quá. Hai nói ăn. Như vậy là có anh chồng quá tuyệt vời rồi. Vậy từ bữa tham gia chương trình về tới giờ chắc ảnh đâu có làm gì cho em giận đúng không? Em cũng không biết nữa, tự nhiên bình thường không có nhậu mà từ lúc đi tham gia chương trình về cái 11 giờ đêm lôi 4 lon bia ra ngồi nhậu mình. Là sao? Không biết là bị cái gì, tôi bị cái gì không anh? Đâu bị gì đâu. Thì tự nhiên lâu lắm mình không uống bia, mình cảm thấy khó tiêu thì mình đem bia ra mình uống. Mà lỡ uống nhiều quá thôi chứ có gì đâu. Rồi cái lúc ổng uống mà bia. Mà lúc đó là vợ với con ngủ. Rồi lúc mà ổng uống bia 4 lon vậy là em có biết không? À ngủ hết rồi đúng không? Biết. Không, anh có em anh. Lúc đó là gia đình đang ăn rồi em uống, lúc mà em đang uống thì vợ con vô ngủ còn em uống tiếp. Tại vì anh Thuận biết không, bình thường ở trong gia đình nhậu là anh một lon, em một lon. Tự nhiên bữa nay cầm 4 lon ra ngồi khui nhậu một mình mà không hề mời vợ hay là nói với vợ tiếng nào á. Rồi nhìn xa xăm giống như bị tự kỷ vậy đó. Nó có hai trường hợp xảy ra. Để em giải thích luôn. Rồi nói luôn đi em. Trời ơi, dịch này nè, ở nhà nhiều quá nó khủng quá anh hiểu không? Mình bị stress luôn á, ở nhà nhiều quá. Đó là lý do thôi chứ đâu có gì đâu.
Chị tao ở nhà không à? Ủa không có ra đường luôn, thường thường em còn chở con đi chơi. Bây giờ là tao ở nhà không luôn, không dám ra đường luôn thì nó stress thì nó uống bia chứ đâu có gì đâu anh. Như vậy là em uống 4 lon bia, em nhìn xa xăm như vậy chắc có nghĩa là nhìn lên trời và tự hỏi biết bao giờ mới hết dịch đúng không? Dạ đúng rồi, để mình được đi chơi đó. Vậy thôi nha, không buồn vợ đúng không? Em có dự định là chuẩn bị hết dịch là em với vợ em đi chụp mà hình cưới lại mà có con em nữa nè. Hay quá. Như vậy là uống 4 lon bia không phải là do giận vợ đúng không? Dạ không, sao giận, nhưng mà em không có cho vợ em uống là em có lý do. Bình thường á, lúc trước là em với vợ em là đấu tay đôi với nhau là mày một lon, tao một lon. Đó, bữa đó là không có cho vợ em uống tại vì là để vợ em trông con. Còn em uống xong rồi lúc em có bia vô là em ngủ cho nó thẳng luôn. Vậy đúng không? Đó là lý do vậy thôi chứ đâu có gì. Dạ. Nhưng mà kể từ lúc uống 4 lon bia là chẳng đó bây giờ còn uống nữa không? Có, hôm qua có uống một lon anh. Là xong rồi em uống xong rồi em ngủ luôn, sáng em dậy em coi tỷ số luôn. Như vậy là em đâu có gì để cho vợ phiền lòng nữa, vợ chắc đâu có nóng tính nữa đúng không? Anh có nghe người phụ nữ là gia trưởng chưa? Còn cái gia trưởng mà hôm mà em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè, ví dụ như là vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giúp được không? Vì em quyết là phải giống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ, nữa. Stress hay là khách hàng, đại lý hay là vấn đề gì đó em không biết. Mà về nhà bắt đầu là sổ vô đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao á mà em stress này nọ em xả vô đầu anh. Thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu thằng khác nó đúng tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Tôi nói cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chứ biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ quýnh nó. Quýnh chứ chắc là quýnh lại nó dữ lắm á. Vợ em nó dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn, dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai bịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Giờ em thì không có nóng tính nữa, giờ hết rồi. Em cũng bớt rồi, sau khi gặp anh Thuận với lại chị Vân khuyên thì cũng bớt. Với chồng em là sau đi chương trình Vợ Chồng Son về là bữa nay đỡ rồi, kiểu như là đi ra đường cũng bị nhận dạng ra nhiều á, cho nên là cũng mặc đồ rồi đỡ lắm. Chứ cái lúc trước á là đi ra đường nhìn ghê lắm, lùi xùi mà tóc trẻ ra đã muối tiêu rồi mà nó ghê, không bao giờ chảy đầu á, mặc quần áo rồi lùi xùi lắm, đúng là kiểu bố bỉm sữa vậy đó. Nhưng mà bây giờ ra đường là ai cũng nhận ra, cho nên là chải chuốt đồ này nọ cũng giữ hình ảnh dữ lắm. Cái cảm giác mà mình được mọi người nhận ra em thấy như thế nào hả Thành? Ai cũng nhìn em cười mỉm chi á, cũng biết thấy thế nào, cảm giác nó sao sao á, nó cũng giống như người ta cười mình có bị dính lậu nghệ trên mặt hay sao, em có chùi hoài thì có dính gì không, sao cười hoài vậy em? Kêu như anh mới lên tivi đúng không? Trời biết luôn, bị sướng à, biết luôn nha. Thấy đã không? Cái cảm giác thấy đã không? Thích không? Cũng thích, là người ta nhìn, người ta nhận ra mình thích, chứ trong một xung quanh bên em bảo là ai cũng nhận. Đúng rồi, mỗi lần mà chồng em á, mà khiến em giận lên á, là em có một cái bảo bối gì mà em chế ngự anh chồng này đúng không? Mỗi lần mà vợ em ấy lên nó đem mấy cái bảo bối là đem chén dĩa ra đập hết rồi anh. Rồi có cái thượng phương bảo roi gì để mà xử ổng không? À giống rồi anh ơi, trời ơi biết bữa nay là chương trình nên tối qua giấu mất tiêu rồi. Nãy giờ em kiếm không thấy, kiếm khoe cho anh nhưng mà em kiếm không thấy. Đó rồi vậy là... Hôm qua là mấy bạn là gọi trước. Hôm qua mấy bạn gọi trước thì... Dặn trước là có gì anh cứ giữ những cái bảo vật gì đó mà hai vợ chồng gây lộn hay gì đó mà đặc biệt á. Thì em cứ nhắc tới cây roi mà giờ em ngồi kế bên rồi xong cái sáng dậy đâu thấy nữa anh. Phải phi tan. Cây roi đó làm sao đó em tả cho anh nghe coi. Nó giống như cây của tôi không nhanh nhưng mà nó ngắn hơn xíu vậy thôi. Để dùng cái đập đó anh. Vậy hả? Rồi bà có đập em lần nào không? Đập hoài gì nhưng mà em chạy lẹ lắm. Những cái tật xấu thì các em cũng đã kể cho chương trình rồi. Sau chương trình về thì có lòi ra thêm tật xấu nào nữa không Hằng? Anh Thành à, anh có lòi ra thêm tật xấu nào nữa không? Em thấy là càng đi chương trình về ổng càng cố gắng hoàn hảo hơn. Con lên đây mẹ ẩm. Ơi, nè con chào wow. Con chào chú nè. Con chào. Ôi, chú đi, chào con xin chào chú đi. Chào con. Chào chú. Con tên gì? Con chưa biết nói. Ủa gì hả? Con hôm nay là được dạ, bao nhiêu tháng tuổi rồi? 28 tháng à. 28 tháng. 18 tháng hả? Trời ơi, cũng nguyên cái dừa anh đầu kìa, thấy ghét không? Giống ba đúng không anh Thuận? À, tóc cái giống mẹ đi đừng giống ba nha. Nhà hai chồng là có thêm ai để mà giữ bé không? Dạ không, hiện tại em đang nhờ đứa em qua để có gì giữ bé nè. Như vậy là sau khi tham gia chương trình về là thấy anh Thành đã thay đổi, mà thay đổi tích cực đúng không? Dạ.
thay đổi những cái điều mà khiến cho em càng yêu anh hơn, đúng không Hằng? Dạ đúng rồi anh. Vậy thì Hằng có cái tật xấu gì lòi ra thêm không Thành? Vợ em thì từ bữa về bây giờ là nói chung là không có còn một phát, không có còn đập chén, không có đập ly nữa. Nên là nói chung là em thấy là lên gặp mà anh chị là cũng là một bài học rất là bổ ích luôn á. À. Vợ em bây giờ là cái gì cũng kiềm chế, nói chung là bớt nóng đi. Chứ nóng dữ lắm vậy, mà giờ em dữ lắm, mà bây giờ bớt rồi đó anh cũng ok rồi đó anh. Vậy là quá tốt rồi đúng không? Không có tật xấu gì rồi ra thêm, vậy là quá mừng. Vậy là các em thấy rõ là lên chương trình Vợ Chồng Son phải nói là nó rất là ý nghĩa, làm cho hai vợ chồng cùng thay đổi, mà thay đổi một cách mà tốt hơn. Thấy con bé dễ thương quá à, có định làm thêm đứa nữa không? Dạ có, năm chắc năm sau anh. Hết dịch chứ bây giờ có bầu mà dịch thì cũng sợ. Đúng rồi, mà ai là người muốn dạ. có thêm em bé nhiều hơn? Dạ vợ em, vợ em hối hoài rồi. Hay gửi cho em mấy cái video mà nhà phải nhiều con này nọ, cái kiểu vậy đó anh. Dạ, cô ấy có hối gấp rồi không? Ờ, năm nay là hối quá trời, kêu là đẻ năm trong năm nay luôn, là cuối năm này là sinh là vừa luôn nè. Nhưng mà em kêu thôi cứ để từ từ, anh còn chưa, cái đầu của anh chưa muốn giống như đầu của anh Thuận, anh Quốc Thuận. Để cho nó miếng tóc đi. Còn chọc gì nữa? Gặp anh Thuận là coi như là khỏi có nắm đầu được luôn đó. À, em là còn nắm đầu được chứ anh là khỏi sợ ai nắm chừng á. Dạ. À, nhưng mà trước đây á, là Thành là thậm chí khi lấy vợ rồi cũng rất không muốn có con. Em cầu hôn rất là nhiều lần. À, anh nói là anh không chói. Tiền thì em nói là em có tiền. Anh nói anh đẻ con không ai chăm thì em nói em chăm. Tại vì em sợ được gia đình lắm. Định vô em thấy có con là nó khổ lắm. Bây giờ đây, em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ? Mà cái gì cũng chủ động chứ vậy. Bình thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha. Không cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dán luôn lần. Quay mặt, mày điên hả Hằng? Mày muốn tao nghỉ lầu ở phát tao chưa đủ bạc hả Hằng? Cũng nói em vậy lắm. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn á. Mà từ khi có con rồi thì thấy con như thế nào? Thấy có đứa bé trong nhà thay đổi mình như thế nào? Nếu mà thực sự luôn á, nếu mà không có con là rất là khó ở với nhau luôn. Ví dụ những lúc mà hai vợ chồng đi công tác đó anh, con nhà gửi nội ngoại á, là tối ngủ là mỗi đứa cầm cái điện thoại, kiểu như không có tương tác với nhau luôn. Nhưng mà khi mà có đứa con nó quấy hay là nó như thế nào, nó ở giữa chạy qua chạy lại cái là khác hẳn liền. Khác hẳn liền. Vậy là nó cảm giác gia đình liền anh. Cho nên chính vì vậy là đã thay đổi cái suy nghĩ trong em và muốn thêm. Dạ. Muốn thêm một đứa nữa, đúng không? Không, phải hai ba đứa được rồi, hai đứa nữa. Là nhà ba đứa rồi nè. Có gì thấy không? Từ một chàng trai không hề thích có em bé mà bây giờ là thay đổi hoàn toàn. Mà không chỉ là muốn có thêm một đứa, mà muốn có thêm một đội bóng nữa kìa. Em nghĩ là năm sau là tụi em sẽ sinh. Thôi anh cũng chúc cho những cái điều mong muốn của hai vợ chồng em sẽ thành hiện thực. Thêm một bé trai nữa là điểm 10. Điểm 10 chất lượng luôn. Nói chung có con là vui. Nghe các em chia sẻ về câu chuyện cuộc sống của hai vợ chồng em có những cái điều thay đổi tích cực như vậy, phải nói là anh rất là vui, anh rất là mừng. Và chỉ mong rằng là cuộc sống của các em nó cứ như thế, nó cứ tiếp diễn. Mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa với hai vợ chồng, đều là những phút giây hạnh phúc và lan tỏa thật là nhiều cái tình cảm dành cho nhau. Đó là một điều quá tuyệt vời. Cảm ơn hai vợ chồng em đã gặp anh, đã nhận lời tiếp tục gặp anh ngày hôm nay. Và anh hy vọng là anh sẽ có dịp đến nhà của hai vợ chồng, sẽ được thưởng thức cái món bistec của anh Thành Ken Khúc. Thôi chúng ta hẹn nhau qua dịch để có những cái buổi gọi là gặp gỡ với nhau thật là giá trị nha. Rồi, xin chào hai em và chúc cho hai em luôn luôn có sức khỏe và thực hiện những cái điều mong ước của mình. Đó, qua năm sau sẽ có thêm một thằng cu nha. Rồi, xin chào hai em. Dạ, chào anh. Xin chào. Dạ, chào quý vị khán giả.